Hello, mến chào cô chú anh chị. Chào mừng cô chú anh chị đã quay trở lại kênh YouTube của Tiến Vlog nha. Thì em mới nhận được một cái thông tin mới nhất luôn nha cô chú anh chị ha. Và em cũng thấy rất là sợ luôn cô chú anh chị. Thì ra đây tất cả là một cái âm mưu hết cô chú anh chị. Thì quý vị nhớ rằng là cách đây mấy ngày thì là đám 100 ngày của chị Hà của cô chú anh chị. Thì quý vị thấy tương phản thấy không? Một bên á là người ta rất là đau buồn, đau xót khi con em người ta mất một cách đột ngột như vậy và hôm nay là 100 ngày. Đó, còn một bên á thì nói rằng á tôi rất là thương cháu dâu, tôi rất là thương vợ tôi, nhưng mà đến đó dọn dẹp chưa đầy 10 phút là ga xe đi dọt cái dèo, chọn ga cái quán bờ sông. Mấy chục con người họp lại ngồi ăn nhậu ha. Đó, rồi vỗ tay chúc mừng. Quý vị nghe rất là rõ ha, trong cái mà lời phát biểu của chị Tiền này có rất là nhiều cái ha, có rất là nhiều cái hàm ý ở đây. Và ngày hôm nay thật sự là em mới biết luôn cô chú anh chị. Đó, là như thế này, là chị Tiền này là em ruột của anh Tuấn Xà Lan này. Quý vị có đặt một câu hỏi tại sao cái thời điểm mà sóng gió như vậy, dư luận đang chỉ mua dù như vậy mà chị Tiền này lại lên tiếng hay không? Nó mới là cái mà vấn đề ở đây nè. Và trong cái lời nói của chị Tiền sau khi mà xong á, anh Tuấn lại kêu vỗ tay vỗ tay vỗ tay, thì có nhiều người, nhiều anh em á nhận định rằng á thì đây là gia đình của anh Tuấn đã bàn bạc với nhau lại hết rồi á. Và biết rằng á vì năm nói cũng không hay, vì 10 nói cũng không xong, và anh Tuấn này thì càng nói càng không xong nữa, càng nói thì càng lộn. Thì bây giờ còn chị Tiền, đưa chị Tiền lên nhằm mục đích hết nha, chứ không phải là đơn giản mà tại chị Tiền bức xúc quá mà bả lên tiếng đâu. Em nói thật sự chứ quý vị biết ở thời điểm này á, người ta tránh xa anh Tuấn không hết nữa, cái gì ai dám lên để mà lên dư luận để cho mình nhận búa rìu, mình nhận gạch đá vậy. Mà tại sao nó có liên quan hết, dính dáng tới chiếc xà lan hết trơn nha cô chú anh chị ha. Thì quý vị nhớ sực lại cái thông tin trước đây, thì có thông tin rằng là anh Tuấn này ảnh rao bán xà lan, anh rao bán xà lan. Nhưng mà sau khi mà cái thông tin này được đưa lên á thì quý vị thấy im lặng. Còn người ta nói là không có lửa làm sao có khói, đúng không? Còn có người gần á, người ta còn nói rõ ràng như thế này nè, là anh Tuấn anh giao bán xà lan, tôi đi lên chợ tôi coi, tôi nói chung là tôi đi xem cái xà lan như thế nào. Đó, anh giao 5 tỷ đó cô chú anh chị. Đó, coi như thế nào, còn thấy cái lát đó nha cô chú anh chị nha. Nhớ cái video đó không? Đó, thì ta hỏi cô chú anh chị nè. Tại sao mà thời điểm đó rao bán xà lan mà bây giờ không rao nữa? Và tại sao chị Tiền lại là cái người mà phát biểu trong cái buổi ngày hôm đó, họ ăn mừng với nhau? Thì như thế này nè, theo thông tin em nhận được một cái người chia sẻ với em nè, họ nói rằng á là cái xà lan đó thì hình như là anh Tuấn đã cầm cố tiền, nói chung là cầm cố tiền cho cái cô Tiền này rồi. Đó, thật sự ra giờ anh Tuấn này là chỉ mang danh nghĩa là đi cái chiếc xà lan này thôi, nhưng mà cái chiếc xà lan này nó đã chia tam chia tứ hết rồi. Bởi vì tại sao mà quý vị nói rằng á là khi mà anh Tuấn này vừa, nói chung chị Hà vừa mất mà anh Tuấn này anh cầm, anh nói là anh có 5-10 tỷ, và anh dám khẳng định rằng á là cho người này 20 triệu, cho người này 10 triệu này kia. Và thậm chí quý vị thấy không, đám 100 ngày của chị Hà thì anh dám khẳng định rằng nếu mà YouTuber mà đi ra đó anh cho 20 triệu, thì vị thấy rằng á tại sao lại dám khẳng định như vậy. Và anh nói rằng trong cái đoạn game đó, bị nhớ không, đừng có kêu tôi bằng Tuấn Xà Lan nữa, thấy không? Tại bây giờ cái xà lan đâu nữa mà kêu Tuấn Xà Lan, nói chung là bây giờ cũng giống như là dạng như là đi làm thuê lại đó. Nhưng mà sao bây giờ là họ muốn chuyển cái hợp pháp đó qua cái cô Tuyền này đó. Thì em nghe gì em kể cho cô chú anh chị ha, bởi vì em nghe nói rằng anh Tuấn này á, nói chung là đã cầm cố, nói chung là dạng như là bán cho người em của mình. Tại sao? Tại vì anh muốn tẩu tán hết tài sản của chị Hà, chứ bây giờ để đó lỡ sau này á điều tra ra thì tài sản đó phải chia ra hết, đúng không? Chia làm, bây giờ còn 3 người thì chia làm 3. Đó là một phần nha cô chú anh chị ha. Thì thông tin này á em sẽ kiểm chứng. Còn cái thông tin thứ hai quý vị nhớ, cái thông tin mà tại sao cái chị Tiền này lên nói rằng á là chị không biết về việc chị Hà có té xà lan hay không, mà
anh Tuấn này có ra tay hay không thì phải để pháp luật nó, và anh lên án rằng, anh chửi rằng á, con bé Linh á với thằng Sơn á, nó mắc dạy, nó lên mạng nó dám khẳng định rằng ba nó là người sát hại mẹ nó, mà nó có thấy hay không, nó có nghe hay không, nó có biết hay không. Thì em nói như thế này nè, nó có ăn ý hết cô chú anh chị, là muốn nói câu nói ra. Thứ nhất là tại sao, tại vì nói từ bây giờ á, hay hay không, hai đứa con của Hà nó xem ba nó như thế này nè, nó mất dạy thì ba nó có quyền từ nó. Ba nó có quyền từ nó thì từ nó. Bây giờ mày muốn đổi họ gì mày cứ đổi, nó cho mày đổi. Nhưng mà đổi xong rồi là nó không có quyền lợi gì trong cái câu chuyện này hết trơn. Nói chung là sẽ không được thừa hưởng tài sản gì hết của từ từ chị Hà hết. Căng nha, căng nha, thật sự ra em suy nghĩ cũng nát nát nước luôn. Tại sao mà tự nhiên một người cô mà tự nhiên nó lên lại chửi cháu mình như vậy? Em nói thật sự như cô chú chị nghe cái đó bình thường. Nếu mà bé Linh với bé Sơn á nó lên bên ba nó thì cái chuyện này á không đáng nói. Còn cái này là nó lên lại nó khẳng định rằng á là ba nó là người ra tay sát hại mẹ nó, thì hỏi cô chú anh chị rằng có người con nào như vậy hay không? Tất nhiên sẽ không có một người con nào như vậy. Và bé Linh nó bị không cũng đang học, đã cũng đang học 12 thi lên đại học, thì một người có trình độ 18 tuổi đủ hiểu biết, còn bé nhỏ nhỏ thì là bé rất là ngoan, nhìn mặt rất là ngoan chứ không phải là dạng như là dân mà đầu đường xó chợ hay là dân mà ma mảnh này kia. Thì cái loại trừ cái việc mà các bé lên các bé nói dốc. Cái thứ hai là loại trừ cái việc mà các bé lên các bé nhận quyền lợi tiền bạc để mà lên vu khống cho ba mình, thì cái điều đó càng không có thể nữa, đúng không? Nếu mà sự bé biết nghĩ á, thì bây giờ đáng lẽ á, là sẽ không dám lên, sẽ không dám lên mạng nói như vậy. Nói như vậy lỡ ổng không đưa tiền tôi nói sao, đúng không? Nhưng mà đằng này tại sao mà dám nói? Chỉ có một cái điều như thế này, trong cuộc sống hàng ngày lúc mà chị Hà còn sống, chị Hà hay tâm sự với con gái của mình là anh Tuấn này là một cái con người như thế này, đối xử tệ bạc với mẹ, với mẹ như thế này kia đó. Nhưng mà mẹ vì thương các con, mẹ không muốn gia đình đổ vỡ nên cho ba các con cơ hội. Đó là cái thứ hai ở đây á, là chính mắt bé Linh chứng kiến nhiều cái cảnh mà anh Tuấn này ra tay với chị Hà, nhưng mà chị Hà vì nhẫn nhục không muốn tài sản mình phải chia tam chia tứ. Chị Hà biết rằng á, bây giờ á ly dị ra xong á thì cái tài sản này á, bao công bao nhiêu năm mình làm vất vả mà bây giờ mình chia tam chia tứ là không được bao nhiêu, nên chị cố cắn răng chịu đựng để chị làm, chị kiếm tiền, chị nuôi con chị, để tới một cái thời điểm nào khi mà nó đã đầy đủ, giống như là có nhà nè, vừa xây xong cái nhà nè, cái xà lan cũng được nè đó, thì có thể là con mình nó thi đại học nó ổn định rồi thì chị sẽ chấp nhận ly dị. Nói chung là chị sẽ cương quyết hơn vấn đề ly dị với anh Tuấn này để mà giành lại tài sản về nhà, nuôi nhà ở với hai con mình nó. Nhưng mà nói chung người tính không bằng trời tính cô chú anh chị, người tính không bằng trời tính, nhưng mà bây giờ ra cái kết cục như vậy rồi đó. Bởi vì tại sao cái cô tiền này, cô em này thời điểm này phải lên tiếng? Lên tiếng sao? Lên tiếng thứ nhất nè, thấy không, mấy anh chị chửi vu khống cho anh của tôi này kia nè, bây giờ anh tôi mệt mỏi nè, anh tôi không làm ra tiền nè, rồi nói chung là gì nè, bây giờ là anh giờ cái chiếc xà lan này nè, thôi giờ anh tôi anh để lại nè, anh giao lại cho tôi nè, nó từ từ hợp lý quá, còn hai đứa cháu nè, bây giờ á nó lên nó chửi mắng ba như vậy nè, nó thì không, nó không có đưa tiền cho nó nữa, cũng không chia cho nó nữa. Ghê lắm cô chú anh chị ơi, thật sự không có tình người luôn. Em nghe kể mà thật sự ra em rất là tức, còn nhiều chi tiết nữa nhưng mà em không nhớ hết. Nó cái người này hiểu rất rõ luôn đó. Bởi vì quý vị thấy không, tương phản giữa hai bên. Tại sao mà 100 ngày của chị Hà, tại sao họ lựa 100 ngày họ mới đến? Và tại sao họ đến, họ phải sợ người này người kia mà họ kêu anh một số mượn một số những anh, nói chung thuê một số anh để đi lởn quởn nó, để mà chặn đầu không cho những YouTuber quay. Ngồi anh vô trọng thấy không quý vị, thấy không, làm màu làm mè để cho mọi người thấy gia đình chúng tôi nè có đến 100 ngày của Hà nè. Đến đó quý vị thấy không, vừa đến cái bụp ngay xong rồi thắp nhang xong rồi chạy ra cái quán ngồi xuống ăn nhậu. Đưa bà này là phát biểu xong rồi vỗ tay hay quá, ai cũng vỗ tay hết. Vậy thấy chưa, thấy một sự tương phản, một bên á là người ta đang buồn, một bên á là nói rằng là thương cháu dâu lắm, mà khi mà lại thắp nhang xong rồi chạy xuống dưới ăn nhậu thì quý vị thấy có ai? Quý vị thấy bữa đó đầy đủ là 5, 10 rồi
cái cô em rồi mẹ này cũng có đầy đủ luôn, lão Phật gia là có đầy đủ luôn, quý vị hiểu rồi. Họ ăn mừng vì cái kế hoạch của họ đã thành công rồi cô chú anh chị ha. Ghê gớm lắm. Bây giờ chiều đó anh Tuấn anh mới sung như vậy đó cô chú anh chị, anh hẹn ra đó ra lấy 20 triệu đó. Bởi vì em nói thật sự ra tại sao mà câu chuyện này chúng ta và mọi người phải lên án, thì tại vì cái thời điểm này á, nếu mà im lặng á, sẽ bị chìm xuồng, mà thật sự ra cũng không có chìm xuồng đâu, tại vì cái câu chuyện này đang ở chút cao trào, đang ở lúc cao trào và mọi chuyện sẽ dần sáng tỏ, tại vì á đã có một cái người đã đứng hứa ra để giúp gia đình chị Hà rồi, và quý vị thấy đó, đang bảo vệ anh hai của chị Hà, sợ về nhà, thấy không? Sợ về nhà là sao? Sợ về nhà bị những cái người lạ người ta hù dọa, người ta đe dọa này kia ảnh hưởng rồi sợ sệt rồi lại không có đi thưa kiện được nữa. Bởi vì bây giờ anh hai của chị Hà thì đang ở một cái nơi gọi là bí mật, cũng giống như là an toàn ha. Nói chung là sau nó cũng y như vụ của Luân ngoài Hà Nội vậy đó cô chú anh chị đó, thì người ta vào cuộc, người ta làm việc, người ta xác minh đó, từng tới nè, từng cái tên năm mười nè sẽ bị kêu gọi lên rồi nè, nó mời ông giáo lên nè. Còn cái vụ mà dì Năm mà mấy ngày trước á nói rằng á là dì Năm đi đi du lịch á, trời ơi, hay là đi khám bác sĩ, em mới có thông tin là đi khám bác sĩ mà đi tới năm người lận. Năm người thì trong đó có ai? Có dì Năm, dì Mười nè đó, anh Khánh nè, anh Nhẫn nè, và ai nữa đó là cái chị Tuyền này đó, của chú chị là năm người đó. Bởi vì quý vị thấy căng chưa, căng não chưa đó. Bởi vì cái câu chuyện không có đùa được đâu, nhưng mà sớm sáng tỏ thôi, từng tới sẽ có những cái thông tin mà mới nhất. Còn mấy cái người mà đi lỡn quẩn trước nhà của anh hai chị Hà hay là mẹ nhà mẹ chị Hà cũng không dám làm được gì đâu, em nói thiệt đó. Vừa đi ngang mà vô thử vô vô cái cửa thôi là có người chụp đầu đây liền rồi, chụp đầu liền rồi. Nhưng mà nói là mức độ hung hãn không, làm tới dĩa đó cô chú ghê không? Hồi gì căng lắm cô chú anh chị, căng như dây đàn vậy đó. Ngồi ra thống kê ra hả, rồi chia phần này người kia hả, để mà ép mấy đứa nhỏ, ép người già hả đó. Đó thì cô chú anh chị thấy được rồi ha. Đó thì em có một cái cuộc hẹn gặp với một cái nhân vật rất là đặc biệt nha. Người này là cái người mà ở cái cầu Vàm Cống luôn, quan sát cái câu chuyện này cũng rất là lâu ha, nhưng mà giờ đây người ta cũng đã lên tiếng ha. Thì gặp thì em có thể quay lại em chia sẻ đến cho cô chú anh chị nha. Đó thì cô chú anh chị thấy hay thì nhấn like, subscribe và chia sẻ giúp em nha. Thì em xin mến chào, hẹn gặp lại cô chú anh chị trong những bản tin tiếp theo.